bao giờ em hỏi quê hương mình ở đâu, có bao giờ em đợi tháng mấy trời mưa ngâm. Đặt bao nhiêu cái lạp được không? Mới cái mới đặt mới cái này đó, mới cái đấy còn dài dài đây không đặt đâu nữa. Dưới gì đây tổng hơn tám trăm gram tám trăm gram con đó bằng ba bốn con kia rồi ở cái vậy. Ừ. Đánh dữ nè. Ăn nên thuốc cái đâu có gì vậy. Đánh quá. Cái này làm thịt đó như con heo con nè. Còn đi dở đâu ở đây nữa không không? Bữa nay ông có ở nhà không? Có. Cống nhung mà bởi tổ hòa cản rồi. Kêu con heo con này, này bảy chuột ở miền Tây đó bà con. Ra đi bảy chuột nè. Ra cái lồng là không có để mồi đâu. Cái lồng không. Đây người ta kêu ra cái cửa ngục. Có không? Dạ. Có không vậy? Cua không? Có cua. Ừ. Sáng đổ nhiều không? Dạ, cũng nhiều. Hôm nay bữa ít cá, năm ngoái nước chảy cá quá trời cá luôn. Dưới kinh không có nước nữa. Kinh nước còn cạn queo. Con cá lóc này là ngon rồi. Con cá lóc với con cá rô phi.
Thế gần đường rồi mấy đứa nhỏ nó hay phá. Quá trời buổi chiều á nha, là con chữ mệt luôn á. Ừ. Ngày dở mấy lần nữa? Ngày dở mấy lần? 3-4 lần. Quá cua ta. Ờ, cua 1 ký cũng 4-50. Ngày được 4-5 ký gì không? Cua. Cũng đỡ. Ngày kiếm 100 ngoài 200. Kiếm tiền gạo được. Sợ mấy nhóc nó khóa. Quậy cái nắm buồn đấy. Quậy mà la không được luôn á, có mình mà nó còn lại nó gỡ nó làm nghe như là gì á. Nó làm như của nó vậy. Hả? Nó làm như của nó. Dạ. Không có nghe con quay nữa. Chắc cái đám nít ở xóm trọ trước này nè, thì chuẩn nhảy nè. Sáng này đủ bữa cơm trưa nay rồi. Nó nhảy ra hả? Hên. Không à, hết ăn luôn. Nhanh tay. Cua ốc cá. Con cá chê nữa. Giờ em hỏi quê hương mình ở đâu, có bao giờ em đợi tháng mấy trời mưa ngâu. Cá lóc bắt ra hả? Hết hả? Ở trên sao để nó nhé, trong kia nó nhảy sao? Có cái bao không? Để gì cái bao, để trên đây có ếch.
nó có ít bỏ vô vào. Quê này ra đây ngắm cảnh năm ngoái nước chảy này cá mày dinh nhỏ nhỏ quá trời luôn. Kho rụt á, kho cho nó rụt hết á, cá mày dinh mới ăn mới ngon. Chứ cá đó nhỏ nhỏ nhị xương dữ dằn luôn. Bên đây có ớt. Thấy ở dưới kia con cái lưới dưới kia của ai ta? Túp ở dưới gần chùa chứ. Mình ở đây còn cái chuyện bắt của thiên nhiên này được, chứ ở ngoài Bắc ngoài Trung nó đâu có rồi. Cua không à. Này không có cái không có ba cái đồ thiên nhiên này á. Nó cũng có cá biển nhiều á. Cá nuôi không à, ngoài nó cá nuôi nhiều. Bao giờ em hỏi quê hương mình ở đâu, có bao giờ em đợi